Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đào Yêu Chiết Giang Sơn của tác giả Bạch Lộ Thành Song. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 206 Vậy nếu phát hiện nàng lừa gạt hắn, có thể đem nàng bầm thay vạn đoạn không? Nghĩ tới đôi mắt của thầm tại Dã, đào hoa cảm thấy trột dạ. Nhưng dù sao đi nữa, chỉ cần có thể khiến hắn kiêng rẻ thêm một chút thì cũng là tốt. Xe ngựa dừng lại ở trấn Vĩnh Viễn An, mọi người nghỉ ngơi và hồi phục trong khách sạn, thanh đài ra ngoài mời đại phu về. Vị đại phu này trông tiên phong đạo cốt, có lẽ là danh y của đại dược đường. Không hiểu sao lại xuất hiện ở trấn nhỏ này, còn rất chủ động theo thanh đài về khách sạn bắt mạch. Lão phu đến đây khám bệnh tại nhà, gặp phu nhân cũng là duyên phận. Vị đại phu cẩn thận bắt mạch xong, đưa cho nàng một chai thuốc tím, đây là thuốc giữ thai nếu phu nhân phải đi đường vất vả hãy uống mỗi ngày một viên đào hoa sững sờ đưa tay nhận thuốc nhìn vị đại phu giữ thai tự nhiên là để giữ thai đại phu cười nói mạch tượng của phu nhân không giống với nữ tử bình thường có thể liên quan đến việc quá mệt mỏi khi điều dưỡng tốt hãy tìm đại phu khác để xác định tháng mang thai chớp mắt vài cái đào hoa không dám tin hỏi lại ý ngài là trong bụng ta thật sự có hài từ. Đại phu sững sờ, không quá chắc chắn, lại trần mạch thêm lần nữa, do dự nói, mạch tượng của phu nhân thật kỳ lạ. Lão phu làm nghề y mấy chục năm chưa từng gặp qua. Không dám khẳng định hoàn toàn, nhưng đã có dấu hiệu mang thai, phu nhân nên cẩn thận. Đào Hoa cười nhẹ, quan sát ông, thu tay lại, "Cảm ơn đại phu." Phu nhân bảo trọng, đại phu đứng dậy cáo từ trước khi đi còn dặn dò thanh đài một số phương pháp giữ thai khiến thanh đài rất ngạc nhiên khi quay lại và đóng cửa nói đại phu này thật tốt bụng đào hoa dựa vào đầu giường mở nắp bình và ngửi thử mùi thơm ngát xông vào mũi không giống như loại thuốc thường thấy có lẽ là nghe lệnh của ai đó đào hoa cười nhìn thanh đài hỏi khi ngươi mời ông ấy đến có nói ta mang thai không không có thanh đài lắc đầu đột nhiên hiểu ra đúng vậy nô tỳ không nói ngài mang thai sao ông ấy biết ngài có dấu hiệu mang thai dương vạn thanh và lý tấn ngồi bên cạnh đều sững sờ lý tấn nhíu mày chuyện gì vậy còn có thể là chuyện gì đào hoa cười nhẹ rõ ràng là người của thẩm tại dã mới có thể trần mạch không rõ ràng của ta thành mạch hì trên người ta có cổ độc mạch tượng vẫn rối loạn nếu y thuật không cao trần đoán là mạch hì cũng không là dương vạn thanh kinh ngạc hắn không những không phái người đuổi theo chúng ta còn phái người đưa thuốc cho ngươi chẳng lẽ thẩm thừa tướng thật lòng với đào hoa đây là chuyện tốt cho chúng ta đào hoa cúi mắt nói hắn không đuổi theo không bắt giữ còn cử đại phu đi theo vậy chúng ta có thể thuận lợi trở về triệu quốc nhưng ngươi không cảm thấy áy náy sao dương vạn thanh nhíu mày hắn đối với ngươi tốt như vậy đào hoa sững sờ ánh mắt phức tạp nhìn nàng. Lý Tấn hơi giận kéo tay áo của Dương Vạn Thanh, sau mới phản ứng lại, thấp giọng nói. Nhưng đây là chuyện không có cách nào khác, người nên nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai tiếp tục lên đường. Ừ, đào hoa gật đầu, nằm xuống và nhắm mắt ngủ. Nhưng không biết có phải do không quen giường không, dọc đường này nàng không ngủ ngon được, lúc nào cũng chẳng chọc rất lâu mới ngủ được, nửa đêm thường xuyên tỉnh giấc trước đây điều này là không thể xảy ra nàng ngủ rất sâu không biết từ khi nào nàng quen ôm eo thầm tại giã mới ngủ được giờ đây ngủ một mình lại không ngon thói quen thật đáng sợ bên ngoài trời dần tối đào hoa lăn qua lộn lại đột nhiên cảm thấy trong phòng có người mở mắt ra thấy ly tấn đang ngồi bên cạnh bàn ánh mắt nhìn về phía nàng đầy phức tạp đè lên ngực đào hoa tức giận nói người định dọa chết ta sao lý tấn thở dài ta không ngủ được muốn tìm ngươi nói chuyện ta với ngươi còn có gì để nói đào hoa bĩu môi đừng quấy dày ta nghỉ ngơi ngươi cũng không ngủ được mà lý tấn nói đang nghĩ về thẩm tại giã đúng không khương đào hoa lời này từ miệng hắn nói ra thật kỳ quái xoay người ngồi dậy đào hoa nhíu mày nhìn hắn ngươi muốn nói gì lý tấn cúi mắt khuôn mặt gầy gò tràn đầy khổ sở Dọc đường này ta đều tìm cơ hội đền bù ngươi, dù chúng ta không thể trở lại như xưa, cũng làm bằng hữu. Nhưng mặc kệ ta làm thế nào, ngươi đều không để ý. Đền bù, Đào Hoa nghĩ một chút, dọc đường Lý Tấn thực sự có chăm sóc nàng, nướng cá sẽ cho nàng thêm một con, buổi tối cũng cho nàng ngủ một mình trên xe ngựa, kéo những người khác ra ngoài ngủ. Nhưng như vậy thì nàng sẽ cảm động sao? Vậy thì thật là quá dễ cảm động giữa ngươi và ta, từ nay giang hồ không gặp. Đào Hoa nói, không cần tiêu tan hiềm khích trước đây, ngươi cũng không cần đền bù ta, Lý Thừa Tướng đã có cuộc sống mới, cần gì kéo ta vào. Nhưng, Lý Tấn rất ủy oải, ngước mắt nhìn nàng nói, ta không cam lòng. Khóe miệng co lại, trong nháy mắt Đào Hoa cảm thấy hắn thật bị ổi. Có gì mà không cam lòng, không cam lòng vì nàng sống tốt hơn hắn, vậy hắn cứ không cam lòng tiếp đi ta còn tưởng rằng ta là người thích ngươi nhất lý tấn nói người gả cho thầm tại giã hắn không thật lòng với ngươi sớm muộn ngươi sẽ hối hận nheo mắt lại đào hoa cười lạnh vậy nên ngươi mong ta hối hận không kịp dẫn đến kết cục thảm hại rồi đáng thương cầu xin ngươi dù lòng thương ngươi lại từ bi cứu ta khỏi nước sôi lửa bỏng để giảm bớt áy náy trong lòng lý tấn ngươi thật không biết xấu hổ ngực cứng lại lý tấn vội nói ý tưởng đó là lúc trước hiện tại ta không nghĩ vậy nữa ta chỉ muốn ngươi sống tốt vậy à đào hoa liếc mắt gật đầu cảm ơn ngươi nhưng lý tân nhíu mày thầm tại giã thật kỳ lạ ngươi không thấy sao kỳ lạ ở đâu ta tưởng hắn thật sự không để ý đến ngươi lý tân nói lần trước ta nói với hắn về cổ độc trên người ngươi muốn hắn nghĩ cách kết quả hắn hoàn toàn không để ý đào hoa tức giận không nói nên lời chuyện đó hóa ra ngươi nói cho hắn biết nàng đã kỳ lạ tại sao sư phụ lại nói với thẩm tại dã hóa ra là người này người không tức giận sao lý tấn không hiểu hỏi không giận hắn bỏ mặc ngươi giận ta để lộ tin tức hắn đối với ta thế nào không cần ngươi nói hít sâu một hơi đào hoa nói cổ độc trên người ta vốn không liên quan đến hắn muốn hắn vì ta đối nghịch với triệu quốc hắn không phải là người ngu mốc như vậy nhìn nàng một cái sâu lý tấn lắc đầu ngươi đang tự lừa dối mình hắn không cứu ngươi vì không để tâm đến tính mạng của ngươi người đàn ông nào không muốn bảo vệ người phụ nữ mình yêu hắn không hợp tác nhưng bây giờ biết ngươi mang bầu liền thay đổi thái độ đưa đại phu và thuốc còn không đuổi bắt chúng ta đào hoa ngươi không cảm thấy mình bị lợi dụng sao nàng cảm thấy hắn có vấn đề lý tấn chính là điển hình của người đàn ông không có tiền đồ trước lựa chọn vứt bỏ nàng nhưng khi nàng sống tốt hắn lại không bình yên lằng nhằng muốn đền bù phá hủy mọi thứ chờ xem nàng chán nản rồi cứu nàng để thỏa mãn cảm giác thành tựu hèn mọn trong lòng người như vậy không ai cảm thấy đáng thương ta thích hắn hắn cũng không phải không thích ta đào hoa nói sau một lúc lâu ta hiểu rõ hắn hắn cũng hiểu rõ ta sự hiểu rõ này không phải người ngoài có thể đánh giá hắn đối với ta có phần thật phần giả ta tự biết ngài nghỉ ngơi đi ngươi lý tấn nhíu mày nếu ngươi thật sự nghĩ hắn thích ngươi sau này sẽ thương tâm chuyện từ nay về sau hãy nói đào hoa kéo chăn nằm xuống thản nhiên nói hiện tại không quan trọng không quan trọng sao lý tấn cắn răng đứng dậy ra ngoài đóng cửa lại ký ức ngậm ngùi người như vậy không quan tâm tính mạng nàng có gì tốt sau khi hắn đi đào hoa lại không ngủ ngon ngày hôm sau mắt thâm quầng tiếp tục lên đường cảm thấy bụng khó chịu liền uống một viên thuốc đại phu đưa dù sao cũng là thuốc tốt không uống thì phí sau khi uống nàng cảm thấy thoải mái hơn có thêm tinh lực để nghĩ chuyện khác thẩm tại giá thật sự không để ý đến sống chết của nàng sao nếu vậy chuyện nàng giả mang thai không thể lộ ra nếu không nàng đối với hắn sẽ không còn là mối uy hiếp chủ tử thành đài nghe tin tức ven đường ngồi lại trên xe ngựa nói tướng ra đuổi theo rồi cái gì ánh mắt sáng lên đào hoa vén rèm xe hỏi thật sao ừ nghe nói đã đến cứ điểm thứ hai sau đó các thành trì xung quanh cũng bắt đầu gọi nhập ngũ đào hoa líu lưỡi nghĩ thầm có thể bắt hắn đưa tới kinh đô đây là một bất ngờ vui mừng thẩm tại giá không có ở kinh đô, mục vô hạ bên kia chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Cơ hội tốt, hưng phấn vỗ vai thanh đài, đào hoa hỏi, còn bao lâu nữa chúng ta tới? Lập tức qua biên giới, thanh đài nói, với tốc độ này, 5 ngày là đến kinh đô triệu quốc. Tốt, đào hoa gật đầu, an tâm ngồi lại trong xe ngựa, nhìn hai người bên cạnh nói, các ngươi cùng ta đi, biết thẩm tại giã là loại người nào, trở về triệu quốc, hãy khuyên hoàng hậu và hoàng trưởng nữ nghe lời ta nếu không triệu quốc sẽ bị hủy trong tay các nàng nhưng dương vạn thanh nhíu mày chỉ sợ hơi khó quốc nạn đang cận kề còn có gì khó đào hoa nói người hỏi các nàng muốn triệu quốc thành địa bàn của người khác hay nghe lời ta liếc nhìn nàng lý tân nói các nàng có thể tình nguyện để triệu quốc trở thành nước phụ thuộc của đại ngụy hơn là cúi đầu trước ngươi chương 207 Khương Đào Hoa im lặng. Nàng chạy trốn quá vội vàng, trong lúc nhất thời quên rằng trước mắt khó khăn nhất không phải là thầm tại giã, mà là mẹ con Khương Tố Hành. Lý Tân nói không sai, với tính cách của Khương Tố Hành, thà cùng vỡ mọc đá cũng sẽ không để nàng hài lòng. Đây mới thực sự là trước có lang, sau có hồ. Ban đầu dự định khi đến kinh đô triệu quốc sẽ gặp trường quyết và nhóm Khương Tố Hành, nhưng giờ nghĩ lại, đào hoa đổi ý, chuẩn bị đi gặp mục vô hạ trước. Trình chiến ngoài trời nửa năm, mục vô hạ bị dám nắng đen hơn chút ít, nhưng giữa lông mày lại càng thêm anh khí. Hắn dẫn binh đóng quân ở ngoại ô kinh đô triệu quốc, mặc cho người triệu quốc mời vào thành thế nào, hắn cũng không động binh. Chấm chỉ đi ngang qua, tới cũng vội vàng, không cần phải chính thức bái kiến. Hắn cười nói với sứ thần trước mặt, các ngươi không cần tới mời nữa các đại thần triệu quốc hoảng hốt, người nói ngươi đi ngang qua thì thôi, còn mang theo mấy vạn đại quân, không chịu vào hoàng cung, cứ ở ngoại ô, nếu bất chợt cao hứng đánh vào kinh đô thì bọn họ biết làm sao. Bệ hạ nước ngủy, một cựu thần bất đắc dĩ nói, người tới là khách, ngài cũng nên vào gặp bệ hạ của chúng ta một lần chứ. Nếu bệ hạ các ngươi thành tâm muốn gặp bệ hạ của chúng ta, sao không mời ra đây, gặp nhau ngay trong doanh chứng này. Phó tướng bên cạnh cười hỏi. Vài đại thần mặt đều xanh sao, bệ hạ của họ làm sao dám đến? Nếu có sự cố gì thì sao? Tam hoàng tử dã tâm tràn trề, không chịu trả lại binh quyền. Thêm đại ngụy hoàng đế ở đây nữa, hoàng đế triệu quốc rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Chấm có chút mệt mỏi, mục vô hạ thản nhiên nói, các ngươi đi về trước đi. Sứ thần hai mặt nhìn nhau, lúng túng một người khách khí cầm miếng ngọc bội đến gần, nói thầm vào tay mục vô hạ hai câu. Mắt sáng ngời, mục vô hạ cười, ánh mắt đột nhiên ôn nhu, khương tỉ tỉ đến đây. Mời nàng vào. Nói xong, hắn vung tay lên, sứ thần đứng ngốc bên cạnh liền bị mời ra khỏi doanh trướng. Mấy người này đang suy nghĩ khương tỉ tỉ mà đại ngụy bệ hạ nói là ai, ai cũng mờ mịt. Khương là quốc họ của triệu quốc, người họ Khương sao lại là tỷ tỷ của đại ngụy bệ hạ. Vừa ngẩng đầu, họ thấy Khương đào hoa dẫn theo thanh đài, được hộ vệ cung nghênh trực tiếp vào doanh trướng. Vị nhị công chúa từng bị đối xử như cung nữ, nay được quý trọng, mắt nhìn thẳng, đi ngang qua họ mà không để ý. Vài sứ thần trong triều đều rất có địa vị, trong đó không thiếu người thuộc lữ thị và trưởng công chúa, ngẩn ngơ chỉ chốc lát rồi lập tức trở về bẩm báo. Khương Đào Hoa đã trở lại. Khương tỷ tỷ, mục vô hạ cười đứng dậy, quan sát nàng từ trên xuống dưới. Chấm từng nghĩ, khi chấm đến triệu quốc, người sẽ phản ứng thế nào, không ngờ ngươi lại trực tiếp đuổi theo đến đây. Đào Hoa cười nhẹ, tiến lên hành lễ với hắn, sau đó nói, chúc mừng bệ hạ đại thắng, thiếp chỉ muốn về nhà, ghé thăm một chút, thuận tiện chào hỏi bệ hạ. Mục vô hạ liếc nhìn nàng đầy thâm ý, nói, tỷ tỷ vẫn nghĩ vô hạ là tiểu hài tử sao? Hơi sững sờ, đào hoa lắc đầu, thiếp nào dám, bệ hạ đã có thể tự mình đảm đương một phía, thiên hạ này đều là của ngài, làm sao ngài chỉ là tiểu hài tử? Tỷ tỷ có chuyện, vì sao không thể nói thẳng với vô hạ? Mục vô hạ ánh mắt sáng quắc nhìn nàng nói, tỷ tỷ lo lắng chấm sẽ công chịu, sao không trực tiếp khuyên nhủ chấm? Đào hoa cười, nhìn hắn hỏi, thiếp khuyên, bệ hạ sẽ nghe. Mục vô hạ gật đầu, sẽ nghe. Vì hắn không có ý định công triệu, chỉ là người bên cạnh không ngừng khuyên can, muốn hắn hành động một lần bắt lại triệu quốc. Quân tâm không yên, hắn mới chọn dừng lại đây vài ngày. Thêm một lý do nữa, Khương Trường Quyết là người không tồi, cùng nhau chinh chiến nửa năm, cũng có chút giao tình, hơn nữa Khương Tỷ Tỷ có quan hệ, hắn cũng muốn giúp Trường Quyết đăng vị. Đào hoa có chút bất ngờ, nhìn chằm chằm mục vô hạ một hồi lâu, rồi lập tức phản ứng lại. Mục vô hạ đứa nhỏ này tính tình thuần lương, hoàn toàn khác thầm tại giã, nàng không thể dùng tâm tư thầm tại giã để đo lường hắn. Đứa nhỏ này chỉ đơn thuần cảm thấy thiện ác có khác, liên minh với triệu rồi lại công triệu là bất nghĩa, nên không muốn hành động. Như vậy là tốt rồi, xử lý nhiều việc. Đã như vậy, thiếp thật muốn khuyên. Khương Đào Hoa chính sắc mặt, hướng mục vô hạ hành đại lễ, nghiêm túc nói, triệu ngụy có liên minh nghĩa, đây là nhất. Sau đại chiến, binh lực ngụy quốc hao tổn nặng, chưa phục hồi, đây là nhị. Hiện tại bệ hạ ở địa bàn triệu quốc, lương thảo cung ứng không thể thuận lợi như quân triệu, hành quân không có lương thực cỏ là tất bại, đây là tam. Có ba điểm này, bệ hạ còn thấy cần thiết công triệu không? Mục vô hạ cười, nhìn nàng nói, Khương Tỷ Tỷ cũng hiểu việc hành quân đánh trận sao. Thiếp chỉ là nữ lưu, nhưng đã đọc không ít binh thư. Đào Hoa nói, nếu có chỗ sai, mong bệ hạ chỉ ra. Người nói đều rất đúng, Mục Vô Hạ nói, nhưng chấm nhận được tin, thừa tướng đã lệnh binh hướng về phía triệu quốc, đóng quân ở bên cạnh ngụy Triều. Nếu muốn đánh, hắn sẽ tiếp ứng chấm, một khi binh lực hội hợp, đánh bại triệu quốc không khó. Về lương thảo, chấm có thể trưng thu trong thành trì triệu quốc. Tỷ tỷ thấy sao? Mồ hôi lạnh sau lưng, đào hoa gật đầu, bệ hạ nói rất có lý. Nhưng dù như thế, chấm vẫn không muốn nghe lời thừa tướng. Nhìn nàng thần sắc căng thẳng, mục vô hạ rót chén trà nóng đưa tới, chấm thấy đường đi cần từng bước. Hiện tại nhanh chóng nuốt ngô quốc đã miến cưỡng, đoạt thêm triệu quốc là không sáng suốt. Nên chấm đã truyền mật lệnh trở về, bảo thừa tướng rút quân trong lòng nhảy dựng đào hoa cảm kích nhìn hắn đa tạ bệ hạ ngôi vị hoàng đế của trẫm cũng có công lao của tỷ tỷ không cần tạ ơn dù sao cũng là việc tốt cho cả hai nước mục vô hạ nói hơn nữa trẫm thấy thừa tướng trong lòng cũng có tỷ tỷ vốn liên tục thúc giục công triệu nhưng gần đây người bên cạnh trẫm đều yên tĩnh có lẽ là thừa tướng lo cho tỷ tỷ yêu nàng đào hoa gượng cười nếu thật thì tốt rồi Sao vậy? Mục Vô Hạ có chút bất ngờ, tỷ tỷ lại cãi nhau với thừa tướng. Cũng không phải cãi nhau, Đào Hoa thở dài, nhất thời không rõ ràng, nhưng hoàng thượng có biết Trường Quyết ở đâu không? Khương Trường Quyết, Mục Vô Hạ vỗ vỗ đầu, lúc này mới nhớ hai tỷ đệ còn chưa gặp nhau, vội bảo người đi mời. Tỷ tỷ ngồi một lát, hắn nói, Trường Quyết sáng nay nói vào cung thỉnh an phụ hoàng và mẫu hậu, chắc sẽ sớm trở về. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 208. Thỉnh An, Khương Đào Hoa sững sờ, sáng nay phải đi sao? Đúng vậy, Mục Vô hạ vuốt cầm, có lẽ là lâu quá không nói chuyện với gia nhân, nên chỉ hoãn được một chút. Đào Hoa lắc đầu, hắn không thân với phụ hoàng và tân hậu, không lý nào Thỉnh An lâu như vậy. Chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra. Hoàng thượng, Đào Hoa mặt tái nhợt nói, có thể cho thiếp chọn người không? Tỷ tỷ đừng hoảng hốt, mục vô hạ nói, chấm sẽ cùng nàng đi tìm trường quyết. Đào hoa lắc đầu, ngài vào kinh đô nguy hiểm quá, chỉ cần cho thiếp mượn vài người là được. Không cần đích thân ngài. Sắc mặt của nàng tệ quá, chấm không yên tâm, mục vô hạ nhíu mày, ưỡn thẳng lưng, phong độ nói, chấm có thể tự bảo vệ mình. Họ sẽ không làm gì chấm đâu, dù sao cũng cầu xin chấm vào hoàng cung gặp họ, vậy thuận tiện theo ý họ đi. Hoàng thượng có biết, ngài bước vào hoàng cung, hậu quả sẽ ra sao không? Đào Hoa nghiêm trọng nói, ngài ở trong hoàng cung của họ, chẳng khác nào giao tính mạng vào tay họ. Chấm biết rõ, mục vô hạ gật đầu, nhưng đó là nếu chấm muốn công kích, họ có thể phong tỏa hoàng cung và ép chấm hai bên, nhưng chấm không có quyết định này, thêm quân đội hùng hậu áp chế thành, họ có thể làm gì? Cũng có lý, trầm mặc một lúc đào hoa hành lễ hoàng thượng đại ân thiếp khắc trong lòng tỷ tỷ quá lời mục vô hạ đỡ nàng dậy xoay người vén rèm lên ra ngoài phân phó chuẩn bị vào triệu quốc hoàng cung bên ngoài người giật mình nhiều mưu sĩ phó tướng lên khuyên can hoàng thượng nghĩ lại trẫm đã nghĩ kỹ mục vô hạ nói các ngươi chọn hai trăm tinh binh theo trẫm cùng đi là được thẩm tại giã không có ở đây không ai có thể làm gì mục vô hả? Một đám tướng lãnh rằng co một lúc, cũng chỉ có thể nghe lệnh. Đào Hoa đứng sau lưng hắn, nhìn ánh mặt trời mùa đông phát họa bóng lưng hắn. Đột nhiên phát hiện đứa nhỏ này đã cao hơn mình một cái đầu. Thật không phải là đứa nhỏ nữa. Triều chính Triệu Quốc hiện giờ vẫn do Lữ thị và Khương Tố hành năm giữ. Tuy nói nam nữ Triệu Quốc địa vị ngang nhau, nữ nhân cũng có thể làm đại sự, nhưng rõ ràng hai nữ nhân này không phải loại làm đại sự. Bình thường an nhàn hưởng phúc, giờ thấy có uy hiếp, cả hai đều luống cuống. Mẫu hậu, Khương Tố Hành lo lắng đi qua đi lại trước mặt Lữ Thị, làm sao bây giờ? Họ nói Khương Đào Hoa trở lại. Trở lại thì sao? Lữ Thị cười lạnh, nàng không thể gả thành Nam Vương trước kia, bây giờ là đại ngụy hoàng đế, cũng không phải hoàng hậu, trở lại thì cùng lắm cũng chỉ là thừa tướng phu nhân, có thể làm gì chúng ta? nhưng khương tố hành nhíu mày họ không nói ngụy vương đối với nàng rất tốt sao nếu nàng đầu độc ngụy vương giúp trường quyết đoạt vị thì sao sắc mặt trầm xuống lữ thị nheo tay bản cung không tin nàng lợi hại như vậy nếu có khả năng đầu độc ngụy vương nàng giờ nên là hoàng hậu nghĩ vậy khương tố hành cũng yên tâm chút nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất nàng nói đêm dài lắm mộng mẫu hậu nên nhanh chóng đưa thư đó cho Khương Trường Quyết uống. Người nghĩ bản cung không vội sao? Lữ thị nhíu mày, quyến rũ cổ độc ba năm mới được một con, chỉ sợ nó chưa ra chén. Bản cung đã phân phó khi ra chén, lập tức đưa tới. Đến rồi, bên ngoài cung nữ vội vội vàng vàng bưng khay vào, quỳ xuống nói, nương nương, ra chén rồi. Ánh mắt sáng lên, lữ thị vội vàng gọi nàng, đưa đây. Nói xong đứng dậy, nheo cơ quan bên cạnh, trong nội điện mở ra một cửa ngầm. Khương Tố Hành nâng váy đi xem, thấy Khương Trường Quyết bị trói trong cửa ngầm, không nhịn được cười khẽ, thật sự quá tốt. Trước mặt Phù Hoàng còn có chút kiêng kỷ, không tốt trực tiếp bắt hắn, ai ngờ mốc từ này lại vào cung tục phi tế điện, bị vây bắt ngay. Chỉ trách hắn quá ngu xuẩn, không thể trách ai. Khương Trường Quyết mở mắt đã thấy mặt lữ thị, dẫy dụa hai cái, nhíu mày hỏi. Hoàng hậu nương nương muốn làm gì? Ngươi không phải là liên tục đau lòng cho nhị hoàng tỷ sao? Lữ thị lắc lắc cái bình trong suốt trước mặt hắn, vậy thì cũng đến cảm nhận đau khổ của nàng trước đây. Đồng tử co lại, Khương Trường quyết cắn răng, ngươi là phụ nhân rắn rết. Ánh mắt lạnh lùng, Lữ thị giơ tay tát hắn, sau đó bảo công nhân bên cạnh mở miệng hắn, đổ cổ độc vào. Khương Trường quyết cắn răng, sắc mặt xanh mét, nôn ọe hai tiếng nhưng không thể nôn ra thứ đó thân thể nhanh chóng cảm thấy không ổn dần dần co quắp như hàng ngàn con kiến cắn vào tim đau đến không chịu được phải giống to khương tố hành sợ hãi lùi hai bước hí mắt nhìn hắn nói bộ dáng này thật khó coi nếu khương đào hoa thấy có lẽ sẽ đau lòng chết mất đang nhìn hả hê lưng cửa phía sau lại bị người mạnh phá ra khương tố hành sững sờ quay đầu lại thấy một nam nhân đứng ở cửa lúc này chân chính mềm nhũn thiên bách mi đầy sát khí phi thân đến một tay một cái bóp chặt cổ lữ thị và khương tố hành ép vào tường a à, khương tố hành sợ hãi kêu to nhưng rất nhanh không thể kêu được mặt đỏ bừng sung huyết gần như không thở nổi lữ thị chấn định chút ít dù sao gặp thiên bách mi như vậy không phải lần đầu lúc này hừ lạnh nói người có bản lĩnh bóp chết ta như vậy Khương Đào Hoa cũng không có giải dược. Người nghĩ ta không biết ngươi căn bản không có giải dược. Thiên Bách Mi dương mắt, mặt mày trong trẻo nhưng lạnh lùng, lần trước trước khi đi nên giết các ngươi, lần này ngươi nghĩ ta còn lưu tình. Nói xong, thật sự bóp mạnh. Lữ Thị lúc này mới luống cuống, vừa dãy rụa vừa nói, chờ. Đợi chút, bản cung dù không có giải dược hoàn toàn, nhưng có thuốc ức chế cổ độc, ngươi không cần sao. Nếu không họ cũng không sống thêm vài năm được. Sau lưng một đám cấm vệ tràn vào, dùng đao kiếm đối hắn, Thiên Bách Mi vừa giận lại vừa cười, bỏ qua hai nữ nhân, xoay người đại khai sát giới, rút nguyên kiếm trong tay áo, toàn bộ chém giết cấm vệ. Mười mấy cấm vệ ngã trong vũng máu, thi hài chồng chất, hù dọa Lữ thị sắc mặt trắng bệch, cầm tay Khương Tố Hành muốn chạy. Nhưng Thiên Bách Mi vung tay áo, trực tiếp ngăn đường đi của họ lấy ra, Lữ thị run rẩy, đưa tay cầm một chai giải dược đưa hắn. Thiên Bách Mi mở ra đếm, 12 viên, ta không có nhiều kiên nhẫn như vậy, đem tất cả giải dược ra. Làm giải dược cũng tốn kém, hơn nữa chỉ bản cung biết làm. Lữ thị kinh hãi nói, nên ngươi không thể đả thương bản cung. Cơn tức dâng trào, Thiên Bách Mi quay đầu nhìn thoáng qua Khương Trường quyết đang đau đớn, chỉ trách mình tại bên ngoài quá lâu. Ảo não sau đó liền buông tha hai nữ nhân, đi qua uy giải dược cho hắn. Trường quyết vô cùng đau đớn, thần trí không rõ ràng, mắt không tiêu cử, toàn thân run dày. Tỷ tỷ đã từng đau như thế này sao? Hắn khàn khàn gầm nhẹ, đau đến chết. Thiên bách mi cắn răng, đút giải dược cho hắn, rồi đứng dậy nghĩ vận khí khơi thông cho hắn, lại nghe tiếng thét chói tai của Khương Tố Hành từ ngoài điện. Hoàng trưởng nữ này không có chút yên trọng, gặp gì cũng thét chói tai, đâu có phong thái vua một nước. Cảm thấy khinh bỉ, hắn định tiếp tục vận khí, lại nghe thấy tiếng đồ nhi của mình. Hai vị này muốn đi đâu? Khương Đào Hoa cười hiếp mắt nhìn họ, ta còn chưa thỉnh an mẫu hậu đâu. Lữ thị khiếp sợ nhìn thấy ngụy đế cùng đám tinh binh chỉ kiếm vào họ sau lưng nàng, một lúc lâu mới phản ứng, cau mày nói, người mang binh sĩ nước khác vào hoàng cung triệu quốc ta là muốn mưu phản mẫu hậu vừa lập đại công trường quyết giam trong cung mới là nghịch thiên phải không gió thổi đến mùi máu tươi đào hoa bất an hắn đâu lữ thị mím môi có thích khách sông cung trường quyết còn ở trong đó thích khách đào hoa nhíu mày định đi vào trong thấy sư phụ của mình từ trong cung điện đi ra Ngânh tiếp nàng nói tiểu tử ngươi sao lại đến triệu quốc sư phụ bỏ qua cái khác đào hoa vội hỏi trường quyết đâu người yên tâm, thiên bách mi rủ mắt nói, hắn không sao, chỉ là bên trong có chút máu tanh, người đừng vào, đợi chút nữa vi sư đưa hắn đến cung thục vi, các ngươi qua đó nói chuyện. nghe hắn nói vậy, đào hoa an tâm, thở phào nhẹ nhõm, rồi quay lại nhìn lữ thị và khương tố hành nói, vậy tối nay lại chính thức thỉnh an, cáo từ. mục vô hạ đi sau lưng nàng, không nói một lời, nhưng khí thế mười phần rõ ràng người kia là chẫm bảo vệ, ai dám động đến nàng. Vì vậy Lữ Thị định nói gì, đều nuốt trở lại, trơ mắt nhìn Khương Đào Hoa rời đi. Mẫu hầu, Khương Tố Hành tức giận, người xem nhi thần nói gì. Đây không phải là đầu độc sao? Sợ gì, Lữ Thị thấp giọng Khương Trường quyết ăn hết cổ độc, người còn lo sống không dài bằng hắn sao? Vừa nói xong, bên cạnh là một trận gió mát thổi tới. Lữ Thị kinh hãi, quay đầu lại thấy Thiên Bách Mi với thanh kiếm dài. Ta không có yêu cầu gì khác. Thiên Bách Mi rủ mắt nhìn họ, lạnh lùng nói, Khương Trường quyết trúng độc. Nếu các ngươi tiết lộ ra ngoài cho Khương Đào Hoa biết, dù chân trời góc biển, ta cũng sẽ bầm thay các ngươi vạn đoàn. Lòng nhảy dựng, Lữ Thị Cố chấn định nói, bản cung không mốc, nói ra có ích lợi gì cho bản cung. Ngươi yên tâm, Khương Tố hành cũng nhẹ nhàng gật đầu, có chút sợ hãi nhìn hắn thu kiếm lại, thiên bách mi nhìn họ một lúc, vung áo choàng rồi đi cõng trường quyết ra, không bất ngờ, bên ngoài lại có cấm vệ mới, hộ vệ hoàng hậu và trường công chúa, trường mâu chỉ vào hắn. Tránh ra, hôm nay ta không tâm tình chơi với các ngươi. Hắn thấp giọng nói, nếu còn ngăn cản, ta sẽ không lưu toàn thây. Người trong triệu quốc hoàng cung đối thiên bách mi đã quen, dù trên người hắn có chức quan, cũng không ai làm gì được hắn, giết nhiều người như vậy cuối cùng cũng hơn nửa là không giải quyết được gì cũng đã quen cho nên cản hắn cũng chỉ là làm cho hoàng hậu xem hắn tiến một bước cấm vệ lui một bước cho đến khi hắn rời khỏi cung điện cái người điên này lữ thị lòng vẫn còn sợ hãi tức giận nói không có cách nào giết hắn sao khương tố hành lắc đầu phụ hoàng đã từng thử qua nhiều cách không có tác dụng vậy chúng ta phải liên tục bị hắn uy hiếp Lữ thị tức giận đến run. Khương Tố hành trầm mặc, uy hiếp nàng cũng không quan trọng, dù sao cũng chỉ là mẫu hậu làm giải dược. Hiện tại Khương Trường quyết cũng trúng cổ độc, hai tỷ đệ cũng không sống được lâu, không có tư cách tranh ngôi vị hoàng đế với nàng, đó mới là điều nàng để ý. Khương đào hoa lợi hại thì sao? Lăn qua lăn lại một năm nay, mạng của nàng vẫn trong tay họ. Thiên Bách Mi đem Khương Trường quyết đến chỗ bí mật, giúp hắn điều tức thấy thuốc có tác dụng, vỗ mặt hắn, trường quyết, đừng ngủ, hoàng tỷ ngươi đang chờ. Khương trường quyết cắn răng, bóp cánh tay để tỉnh táo, sau đó nhìn người trước mặt, sư phụ, tỷ tỷ thấy ta. Không, thiên bách mi thở dài, nàng hiện ở thường ninh cung chờ ngươi, người bộ dạng này không tốt, ta sợ nàng lo. Trường quyết sững sờ, vội tĩnh tọa điều tức, sau đó đứng lên giật giật thân thể, hiện tại khá hơn chút nào không? Ân, thiên bách mi rủ mắt, người chúng độc cũng đừng cho hoàng tỷ ngươi biết, vi sư sẽ nghĩ biện pháp. Hảo, Khương Trường quyết gật đầu, hắn còn chưa biết loại độc này khó giải, chỉ nói, có sư phụ ở đây, đồ nhi yên tâm, giờ đi gặp tỷ tỷ. Ân, đi thôi, thiên bách mi theo hắn đến thường ninh cung, lòng tuyệt vọng lại thêm một phần. Hai tỷ đệ này, sao mệnh lại nhấp nhô như vậy? Đào hoa căng thẳng chờ, sợ trường quyết có gì ngoài ý muốn, nhưng khi hắn đến, ngoài sắc mặt không tốt, trên người không có thương tổn. Hoàng tỷ, vừa thấy nàng, trường quyết liền nhào tới, mắt tràn đầy ánh sáng, cuối cùng thấy ngươi. Đúng vậy, đào hoa một tay ân hắn ngồi trên ghế, có nhiều lời muốn nói, nhưng cổ họng nghẹn, chỉ có thể rủ mắt quan sát thân thể hắn, nói thầm, để tỷ tỷ xem, giống như khỏe mạnh hơn. Trường quyết cười, bày ra cánh tay, ta cố gắng luyện võ, mang binh đánh giặc, tự nhiên khỏe mạnh hơn. về sau ta sẽ bảo vệ ngươi, không để ai bắt nạt ngươi. mắt đỏ hoe, đào hoa gật đầu, hào, vậy sau này nếu có ai bắt nạt ta, ta sẽ báo danh hào của ngươi. hai tỷ đệ cười, bầu không khí thật tốt. mục vô hạng ngồi trên chủ vị hâm mộ nhìn, nghe khương đào hoa cầu nhầu quan tâm đệ đệ nửa canh giờ, đột nhiên nghĩ đến tỷ tỷ của mình hắn cũng khỏe mạnh hơn, có thể bảo vệ người khác, chỉ là những người kia đã không còn. Hoàng thượng, đào hoa cười hiếp mắt xoay đầu nhìn hắn, cung bên trong tối nay chuẩn bị tiệc tẩy trần cho ngài, ngài có đi không? Lấy lại tinh thần, mục vô hạ vốt cầm, tự nhiên là muốn đi, các ngươi tỷ đệ trong cung này, tự hồ còn nhiều khoản nợ chưa đòi. Đào hoa vui vẻ, bệ hạ muốn làm chỗ dựa cho chúng ta đi đòi nợ. Đúng vậy, Mục vô hạ cười, nếu vậy, chậm tiến cung làm gì? Thiên Bách Mi nghe thấy có chút ngạc nhiên, nhìn mục vô hạ vài lần, nói, đại ngụy hoàng đế ngược lại tốt hơn thừa tướng rất nhiều, là người đáng kết giao. Quá khen, mục vô hạ vuốt cằm, nghe nói đại nhân cũng rất lợi hại, ta chưa có cơ hội lĩnh giáo. Lĩnh giáo coi như xong, đào hoa vội khoát tay, sư phụ ta ra tay không biết nhỉ. Mục vô hạ cười nhẹ, tỷ tỷ xem thường chẫm hiện nay đúng là không phải lúc tỷ thí tỷ tỷ cùng trường quyết có ân oán gì với hoàng hậu và hoàng trường nữ không ngại nói cho chẫm nghe một chút chuyện này phải nói mấy ngày mấy đêm đào hoa chập lưỡi chờ ngày mai từ từ nói hôm nay trước chuẩn bị dạ tiệc hào mục vô hạ đáp đứng dậy phân phó người chuẩn bị lễ phục sau đó đại khái biết tình huống trong cung rồi cùng họ dự tiệc vào lúc hoàng hôn triệu quốc gia vũ đế mặc dù ngu ngốc không quản xử, nhưng hiện giờ người ta đều nguy cấp. Hắn cuối cùng từ Mỹ trong đám người tỉnh lại, bắt đầu chính đáng hợp tình muốn nói chuyện với đại ngụy. Nhưng yến hội vừa bắt đầu, đã có một tiểu mỹ nhân lên trước thỉnh an. Nhi thần khấu kiến phụ hoàng, hoàng hậu nương nương. Nhi thần, gia vũ đế ngẩn người, dò hỏi, đào hoa. Nghe giọng điệu hắn, Mục vô hại nhíu mày, đầu năm nay còn có phụ thân không nhận ra con gái mình sao? Thiên Bách Mi rất tùy tiện ngồi sau lưng hắn, thấp giọng nói, triệu đế đã vài năm không coi trọng đào hoa, hiện thời tiểu nha đầu này thay đổi, hắn tự nhiên không nhận ra. Mục vô hạ trầm mặc, hắn vốn cảm thấy phụ hoàng mình hoang đường, không ngờ còn có người hoang đường hơn. Miễn lễ đi, gia vụ đế cười nói, người hiện giờ có nơi trốn tốt, cũng phải đa tạ Ngụy đế chiếu cố. Nói, rồi nâng chén hướng về Mục Vô hạ từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, Ngụy đế còn trẻ tuổi vậy, đã sở hữu cường quốc, năm giữ thiên hạ, thật sự rất giỏi. Quá khen, Mục Vô hạ bóp ly nói, quy quốc Tam hoàng tử cũng là nhân trung long phượng, lần này ra trận giết địch, công trạng đầy, nếu là người đại Ngụy ta, tất nhiên có thể phong làm đại nguyên soái. Gia vụ đế sững sờ, tò mò quay đầu hỏi hoàng hậu trường quyết dựng lên công lớn vậy sao lữ thị tức giận nhỏ giọng nói người ta lời khách sáo bệ hạ cũng coi là thật sao trường quyết là tiểu hài tử không liên lụy người khác là tốt rồi ngài thật sự nghĩ hắn có bao nhiêu khả năng hoàng hậu nương nương lời nói có thể lớn tiếng nói ra thiên bách mi mở miệng ở đây các vị ngoại trừ tại hạ chỉ sợ cũng không quan tâm lắm có thể nghe ngài nói Lữ thị kinh ngạc, mím môi không nói. Gia vụ đế nhíu mày nhìn thiên bách mi một cái, vừa tức giận vừa bất đắc dĩ. Ngàn ái khanh sao có thể ngồi sau lưng ngụy đế. Không hợp lễ. Vậy, thiên bách mi đứng dậy, chắp tay, nhớn mày cười khẽ. Vì thần muốn ngồi cạnh hoàng thượng có được không? Sợ hết hồn, gia vụ đế vội vàng lắc đầu, như là đã khai tịch. Người cứ ngồi đi. Ngồi cạnh hắn, lỡ hắn đột nhiên nổi điên giết người, thì làm sao? Mục vô hạ cảm thấy vô cùng thú vị, thiên bách mi rõ ràng vừa trong hoàng cung giết người trước mặt hoàng hậu, chỉ chớp mắt những người này lại không dám so đo, còn phải nâng hắn. Người lợi hại chính là tốt, không cần thân phận gì, bản thân có thể khiến người khác sợ hãi. Phụ hoàng, đào hoa đứng dưới không có động, ngẩng đầu nhìn hắn nói, nhi thần lần này trở về, chính là muốn cùng ngài nói một chút về trường quyết a à, gia vụ đế gật đầu, chuyện gì, người nói đi. chương 209 Đào Hoa cúi đầu nói, trường quyết lần này theo ngụy đế chinh chiến, chỉ trong nửa năm đã chiếm lại mô quốc, mang lại vô số lợi ích cho triệu quốc. Nhìn khắp triều đình nội ngoại, bàn về năng lực lãnh binh, không ai có thể sánh bằng hắn, phụ hoàng chẳng lẽ chỉ để hắn làm bách phu trường thôi sao? gia vụ đế sững sờ. Vô thức nhìn về phía lữ thị bên cạnh, Lữ thị không vui nói, nhị công chúa lời này có chút nói quá. Trường quyết có bao nhiêu bản lĩnh, mọi người trong lòng còn chưa rõ ràng sao. Cũng chính vì rõ ràng, nên nhị thần mới dám nói những lời này. Đào hoa không nhìn lữ thị, ngẩng đầu trực tiếp nhìn về phía gia vụ đế. Cùng là con gái của phụ hoàng, tố hành không có công trạng gì, lại được ngồi trên môi thái tử. Trong khi trường quyết vì nước chém giết, bị thương đổ máu, cuối cùng thậm chí còn không được phong làm tướng quân. Điều này, gia vụ đế trong lòng cũng cảm thấy không thỏa đáng, nhìn về phía trường quyết bên cạnh nói, lần này ngươi cũng chịu nhiều khổ cực, không bằng. Hoàng thượng, lữ thị cắt lời, cao mày nói, ngài sao có thể nghe vài ba câu liền vội vàng thay đổi ý kiến. Hai tỷ đệ này lòng môn dạ thú, đến nay chưa từng trả lại binh phù, ngài còn muốn nhường binh phù cho tam hoàng tử một cách chính danh gia vụ đế thấp giọng nói dù sao cũng là con ruột của chấm a à, lữ thị cười lắc đầu che miệng nói bệ hạ ngài nên nhớ rằng những đứa con này của ngài chưa chắc đã thân cận với ngài khi nào phản bội cũng không biết được chỉ có nô tỳ và tố hành thật lòng đối tốt với ngài nếu ngài mềm lòng dẫn đến hậu quả là đại họa đấy mục vô hạ nhìn xung quanh rất ngây thơ nói với thiên bách mi thật kỳ lạ ở triệu quốc các ngươi lại là hoàng hậu nắm quyền sao? Ta tưởng rằng đại ngụy có chẫm làm quân chủ đã là đặc thù lắm rồi, không ngờ ở đây còn có sự đặc thù khác. Thưa bệ hạ, thiên bách mi đồng lòng với hắn, cười nhẹ nói, ở triệu quốc chúng ta, nữ tử cũng có thể làm hoàng đế, chỉ là hoàng hậu nương nương rộng lược, nên đành ở lại hậu cung, không tranh không đoạt. Lời nói của hai người này không chút kiêng rè, trực tiếp truyền vào tay gia vũ đế. Gia vụ đế ngừng lại, sắc mặt trở nên khó coi, ngồi thẳng người, xa hoàng hậu một chút. Lữ thị hơi bực, đảo mắt nhìn về phía mục vô hạn nói, đây là việc của triệu quốc, ngụy đế cần gì phải can thiệp. Nương nương hiểu lầm, chấm không có ý định can thiệp. Mục vô hạ cười rất đơn thuần, chấm tuổi còn trẻ, biết rất ít chuyện, thấy cảnh này, chỉ là có chút tò mò mà thôi. Tuy nhiên, Tam hoàng tử quý quốc đã cùng chấm chinh chiến mô quốc, điều khác chấm không biết, nhưng hắn tự tay đâm quân địch hơn 300, nhiều lần hiến kế giúp quân ta phá vòng vây. Nếu ở đại ngụy, chắc chắn hắn sẽ được phong binh mã đại nguyên soái. Triệu quốc là đại quốc, có lẽ cách thưởng phạt khác với đại ngụy. Mọi người đều im bặt, đào hoa lại giờ khóc giờ cười quay đầu nhìn hắn một cái. Thiên hạ hôm nay còn có quốc gia nào sánh được với đại ngụy? Ngụy đế ngồi ở đây mà khen triệu quốc là đại quốc. Rõ ràng là châm chọc, nhưng trên mặt hắn lại thiên chân vô tà, không nhìn ra ý châm chọc. Mấy đại thần triệu quốc bên cạnh vừa giận vừa không biết làm sao phản bác, mặt đều xanh. Gia vụ đế trầm mặc một hồi, chưa kịp nói gì thì Khương Tố Hành bên cạnh cười nói. Nếu ngụy đế đã coi trọng tam hoàng tử nước ta như vậy, thì chi bằng mang về phong làm binh mã đại nguyên soái Ở triệu quốc chúng ta, chức vị binh mã đại nguyên soái đã có người đảm nhận tố hành lữ thị mặt tái nhợt quát người cầm miệng nắm chặt tay khương tố hành sững sờ không hiểu nhìn mẫu hậu mình nhi thần nói gì sai sao dựa vào đâu mà cấp cho khương trường quyết chức vị binh mã đại nguyên soái chức vị đó vốn là của người trong phe nàng hắn là hoàng tử lớn lên trong cung dù lập công cũng không nên được thưởng như vậy ngụy đế rõ ràng là che chở cho hai tỷ đệ này, vậy chi bằng mang cả hai đi, nàng còn mắt không thấy tâm không phiền. Lữ thị mạnh mẽ ra hiệu bằng mắt cho nàng, nhưng Khương Tố Hoành vẫn không phản ứng kịp, không thay đổi giọng. Đào hoa cười, quay đầu nhìn mục vô hạ, nếu trường quyết nguyện ý mang 10 vạn binh lính đi đại ngụy làm binh mã nguyên soái, bệ hạ có cam tâm tình nguyện. Hoan nghênh đến, mục vô hạ nâng chén cười, chấm thích người tài. Trường Quyết là tướng quân giỏi, dù không mang theo ai, trẫm cũng nhất định trọng dụng, huống chi còn mang theo 10 vạn binh lực. 10 vạn binh lực, Khương Tố Hành sững sờ, lúc này mới nhận ra, Khương Trường Quyết vẫn còn giữ binh phù của triệu quốc. Hiện tại nếu đuổi hắn đi, chắc chắn hắn sẽ không trả lại binh phù, binh lực đó chẳng phải sẽ thuộc về đại Ngụy? Khương Đào Hoa căn bản không phải đang giảng đạo lý, mà là trực tiếp uy hiếp. Buồn cười khương tố hành vỗ bàn triệu quốc là mẫu quốc của các ngươi các ngươi lại muốn làm như thế ăn cây táo rào cây xông sao chẳng phải hoàng tỷ cùng mẫu hậu trước đối nhân đuổi tận giết tuyệt mới bức người đến tình cảnh này sao đào hoa bình tĩnh nhìn nàng nói ai cũng không muốn phản bội mẫu quốc nhưng nếu ở mẫu quốc không thể sống sót chẳng lẽ còn muốn ngây ngốc mặc người chém giết khương tố hành nhíu mày có chút cứng họng quay đầu nhìn mẫu hậu mình Lữ thị nheo mắt nhìn nàng một hồi lâu, nói, muốn trưởng quyết làm binh mã đại nguyên soái cũng không phải không thể, chỉ cần hắn giao binh phù ra. Mẫu hậu lão hồ đồ sao? Đào hoa nghiêng đầu, binh phù vốn phải ở trong tay binh mã đại nguyên soái nào có chuyện ngồi trên vị trí này mà giao binh phù ra? Vậy thì không có gì để nói, lữ thị hư lạnh, trên đời này chuyện tốt, nào có thể để một mình ngươi chiếm hết? Không có gì để nói. Đào hoa gật đầu, trở lại ngồi bên cạnh mục vô hạ, nhìn hắn nói, bệ hạ, thiếp đã nói hết lời với họ, họ không đáp ứng cũng không có cách nào khác, sau này trường quyết sẽ cùng chúng ta trở về đại nguy. Được, mục vô hạ phủi tay, đây là một chuyện tốt, trẫm đang lo gọi nhập ngũ không đủ, không ngờ hoàng hậu triệu quốc lại tặng trẫm một món đại lễ như vậy. Các ngươi, khương tố hành nóng này, đứng lên chừng mắt nhìn đào hoa và trường quyết, các ngươi là người triệu quốc làm chuyện như vậy không sợ tổ tiên khương ra từ dưới đất lên tìm các ngươi tính sổ sao trước khi là người triệu quốc chúng ta cũng là con người đón ánh mắt của nàng đào hoa nói làm người cũng không được còn nói gì người triệu quốc các ngươi muốn thu hồi binh quyền muốn đuổi tận giết tuyệt chúng ta mượn lời hoàng hậu nương nương mới rồi điều này mới thật sự là chuyện tốt đều cho các ngươi chiếm hết các ngươi đáng chết Khương Tố hành giận dữ nói: "Lúc trước mẫu hậu nhân từ mới để lại tính mạng các ngươi, không ngờ các ngươi lại lấy oán trả ơn." Đào Hoa cười: "Trường công chúa logic thật thú vị, kẻ giết người không giết chết, để lại nửa cái mạng, người bị thương còn phải cảm tạ ân huệ của kẻ giết người." Chương 210: "Con còn dám hỏi phụ hoàng một câu, tỷ của con và đệ đều lớn lên ở Triệu quốc, có thể nào đã làm điều gì xúc phạm phụ hoàng hay gia quốc không?" hai chữ, đáng chết, từ miệng hoàng trường tỷ, rốt cuộc vì sao mà đến. Gia vụ đế nhíu mày, nhìn Khương Tố Hành và nói, chấm cũng muốn hỏi, dù sao cũng là cốt nhục của chấm. Hai người tỷ đệ các ngươi rốt cuộc đã phạm phải sai lầm gì? Khương Tố Hành sững sờ, dậm chân nói, phụ hoàng vẫn chưa rõ sao. Khương đào hoa lòng dạ thâm hiểm, rõ ràng là muốn vị trí của hoàng tử. Bằng mọi cách gà đi ngụy quốc, chỉ để trở về đoạt vị. Người xem trường quyết không còn binh quyền, Khương Đào Hoa lại có ngụy đế làm chỗ rửa, ngài lại vẫn coi bọn họ là thân cốt nhục. Gia vụ đế quay đầu nhìn Đào Hoa, trực tiếp hỏi, ngươi thật sự có ý định đoạt vị. Đào Hoa, phụ hoàng của nàng cũng bị lữ thị mê hoặc đã lâu, đầu óc không còn sáng suốt. Hỏi nàng câu này trước mặt mọi người, nàng làm sao có thể trả lời? Chắc chắn sẽ nói không có rồi không có mặt không đỏ tim không nhảy đào hoa nói nhi thần lần này trở về chỉ là vì giang sơn triệu quốc chỉ cần phụ hoàng nguyện nghe một lời từ nhi thần chắc chắn sẽ hiểu lòng thần phục của nhi thần gia vũ đế yên lặng nhìn nàng một lúc vuốt cảm nói sau dạ tiệc nếu ngươi có điều gì muốn nói trẫm sẽ lắng nghe nhưng dạ tiệc này là để tẩy trần cho ngụy đế đừng bàn chuyện quốc sự một câu đó đã chặn miệng lữ thị và đám người của nàng lữ thị cắn răng rất muốn giết hai tỷ đệ này nhưng trước có ngụy đế sau có thiên bách mi đều là chỗ dựa của họ nàng không thể động đến họ nhưng không vội trên người họ đều có cổ độc vẫn nằm trong lòng bàn tay mình không thể thoát được tiếng chúc một lần nữa vang lên trên tiệc tối lập tức ăn uống linh đình như thể chưa có gì xảy ra mục vô hả vẫn giữ vẻ mặt không đổi khẽ nghiêng người nói với đào hoa chấm thấy hoàng trưởng nữ kia so với tỷ tỷ của nàng thật sự là kém xa đào hoa vui vẻ giữa lông mày tràn đầy niềm vui nàng thấp giọng nói bệ hạ thật biết khen người thiếp rất lấy làm vinh hạnh trẫm không phải khen chỉ nói sự thật mà thôi nhìn lướt qua lý tấn đang khó chịu mà không lên tiếng mục vô hạ không hiểu nhíu mày hắn mù đến mức nào mà bỏ qua chân trâu để chọn con cá con mắt vừa rồi họ gây sự kịch liệt như vậy lý tấn ngồi bên cạnh cũng không nói một lời nam nhân như vậy rốt cuộc có ích lợi gì đào hoa nhún vai củ cải rau xanh mỗi người có sở thích riêng mà nhưng khi nhìn thấy lý tấn nàng lại nhớ đến thẩm tại giã người đó hiện giờ không biết đang ở đâu cũng không biết có giận nàng hay không trong hương thơm của đồ ăn nàng đột nhiên nhớ đến món ăn mình đã làm cuối cùng không biết có kết cục ra sao thẩm tại giã đóng quân ở biên cảnh triệu ngụy trong doanh trại người đến kẻ đi chạm lô thấp giọng bẩm báo phu nhân đã gặp được bệ Hà. biết rồi thẩm tại giã lạnh lùng gật đầu nhìn chằm chằm vào cuốn sách trong tay một lúc rồi hỏi nàng thế nào rồi trên đường gặp không ít khó khăn mặc dù có bảo vệ thai nhi nhưng cũng không biết tình hình hôm nay ra sao chạm lô thử dò hỏi chúng ta có nên đi xem một chút không sao có thể nhanh như vậy Thẩm tại giã nhẹ cười, ôm binh phù trong tay, nơi này có 15 vạn đại quân, tân binh vẫn đang chiêu mộ, ngươi có thể mang nhanh đến kinh đô triệu quốc. Ngài không định đi trước xem phu nhân sao, chạm lô nhỏ giọng nói, nô tài thấy ngài liên tục lo lắng, trằn chọc không yên, đã như vậy, cần gì phải chờ ở đây. Thẩm tại giã nhíu mày, ngươi khi nào thấy ta trằn chọc. Tối hôm qua, chạm lô nói thẳng, còn có tối hôm trước, trước tối hôm trước cầm miệng hơi có chút phiền muộn thầm tại dã nói ta là lo lắng cho đại sự không phải vì chuyện tình cảm cá nhân chạm lô không nói gì thói quen cứng đầu của chủ tử hắn thật sự không thay đổi được trong doanh trại không có ai khác thừa nhận một câu cũng không mất mặt hiện thời phu nhân có thai lại ở trong lúc nguy nan hắn còn lo lắng huống chi là chủ tử của mình ngài không lo lắng không sao nô tài lại có cách có thể mang phu nhân hoàn toàn trở về bên ngài. Cái gì? Thẩm tại giã nhớn mày. Chạm lô nói, hãy nói với thiên bách mi về việc phu nhân mang thai, với tính tình của đại nhân kia, chắc chắn sẽ không để phu nhân gặp nguy hiểm, tất nhiên sẽ đưa phu nhân về bên ngài, bảo vệ chu toàn. Như vậy, không phải mọi chuyện đều được giải quyết sao? Thẩm tại giã trầm mặc, trên mặt lộ ra chút ít bất đắc dĩ, không được. Tại sao không được? không phải rất tốt sao? Chỉ cần phu nhân trở lại, ngài cũng không cần lo lắng nữa, chạm lô hết sức không hiểu. Đã thấy chủ tử mình thở dài một tiếng, thu dọn đồ trên bàn, thấp giọng nói, chuẩn bị tấn công triệu quốc đi. Lạnh cả người, chạm lô ngần ra nhìn thầm tại giã, thật lâu mới tìm lại được giọng của mình, chủ tử, ý bệ hạ không phải là. Hiện thời triệu quốc không còn khương đào hoa cùng đệ đệ của nàng trong tay, thẩm tại giã thản nhiên nói, ngươi làm theo lệnh ta đi. Nhưng dù không có ở đây, ý phu nhân cũng là muốn bảo vệ mẫu quốc của mình. A, à, chạm lô có chút lo lắng, không biết nên khuyên thế nào, vội vàng chạy ra ngoài tìm Tử Yến Quy. kể từ khi chính thức chiêu binh xuất Trinh Tử Yến Quy liền chạy đến quân doanh hội hợp với họ, hiện tại đang ngồi tịch mịch trên một tảng đá lớn ngoài quân doanh, u buồn nhìn trời. Từ môn chủ, chạm lô nhíu mày, ngài sao vậy? Ai? Tử Yến Quy lắc đầu, đa tình từ xưa không thiếu hận. Ta không sao, ngươi tìm ta có việc. Chủ tử hạ lệnh công kích triệu, chạm lô nói, như vậy, hắn và phu nhân chẳng phải triệt để đối lập. Phu nhân còn mang thai. Tử Yến Quy sững sờ, quay đầu nhìn chạm lô, chủ tử ngươi đầu óc bị kẹp cửa. Bỏ vợ bỏ con cũng muốn lúc này công kích triệu. Nô tài khuyên không được. Trên đời này ngoài khương đào hoa, còn ai có thể khuyên được thẩm tại giã tự yến quy cười khẩy nhảy xuống đá và hướng về phía chuồng ngựa tìm cho ta con ngựa nhanh nhất ta đi đến đô thành triệu quốc xem một chút được trần lô đáp vội vàng đưa lệnh bài và ngựa cho hắn nhỏ giọng nói nếu ngài có thể trực tiếp mang phu nhân về đó chính là kết quả tốt nhất ta biết rồi xé dây cương tự yến quy đi mất sau dạ tiệc Đào Hoa và Trường Quyết theo gia vụ đế vào ngự thư phòng, Lữ Thị và Khương Tố Hành bị chặn ngoài. Phụ hoàng có biết lần này Ngụy Đế đến triệu có ý đồ gì? Đào Hoa thẳng thắn nói: Nhi thần dù sao cũng là người Triệu quốc, sẽ không đứng nhìn Triệu quốc rơi vào tay nước khác, nên có mấy lời, Nhi thần sẽ trực tiếp nói nếu ngài để Lữ Thị và Khương Tố Hành nắm giữ triều chính, Triệu quốc nhất định sẽ bị hủy trong tay họ. Gia vũ đế dừng lại, thở dài nói chấm biết rõ thiên hạ triệu quốc đã bị họ làm cho chứng khí mù mịt, nhưng bây giờ muốn thu hồi lại, nói dễ vậy sao? Chỉ cần phụ hoàng tin tưởng nhi thần, để trường quyết làm hoàng tử, nắm giữ binh quyền, chống đỡ kẻ thù bên ngoài, nhi thần có bảy phần chắc chắn giữ được triệu quốc, ánh mắt sáng rực nhìn hắn, đào hoa nói, nhưng nếu phụ hoàng tin tưởng lữ thì mẹ con, nhi thần cũng không thể nói gì hơn. Hoàng đế nhíu mày, hắn không hiểu rõ lắm về Khương Đào Hoa tỷ đệ, bên cạnh thân cận nhất vẫn là Lữ thị mẹ con, đột nhiên nghe vậy, trong lúc nhất thời khó mà tin được nàng. Người không phải nói không tranh đoạt hoàng tử vị sao, hắn không vui nói, mới ngoài kia, là lừa gạt chấm. Từ xưa đến nay đều là có thể giả cư thượng vị, đào hoa nghiêm túc nói, nhi thần không muốn tranh đoạt, chỉ là vị trí này đúng là chỉ có trường quyết mùi ổn thỏa nhất, huống chi, lời chưa nói hết cửa điện liền bị đẩy ra khương tố hành giận không kềm được xông tới đứng trước mặt hoàng đế nhìn nàng nói ngươi là tiện tỳ quả nhiên nghĩ hoa môn xảo ngữ lừa gạt phu hoàng đào hoa nhíu mày không nhìn nàng chỉ nhìn về phía gia vũ đế phu hoàng không lo lắng cho thiên hạ một chút sao gia vũ đế không nói mọi người đều phân xa gần thân sơ hai nữ nhi lập trường không nhất trí hắn vô ý thức vẫn lựa chọn thiên vị Khương Tố Hành thân cận hơn. Ai bảo mẫu hậu của Đào Hoa và Trường Quyết mất sớm. Sau khi chết còn bị giáng chức thành thục phi, hắn thật sự không thể thiên vị đôi trai gái này. Trong đại điện cấm vệ vọt vào, bao vây Đào Hoa và Trường Quyết. Khương Trường Quyết nhíu mày, rút kiếm bảo vệ tỷ tỷ, bất đắc dĩ nói, xem bộ dáng là không có cách, tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Muốn đi, lữ thị ở cửa cung điện cười các ngươi không nhìn mình đang ở đâu sao đào hoa quay đầu lại lạnh lùng liếc nàng một cái hoàng hậu nương nương cố chấp chỗ này sớm muộn cũng không phải là chỗ của ngươi hôm nay tỷ đệ chúng ta không thể không đi bị ánh mắt của nàng chấn động lữ thị mím môi đang muốn hỏi nàng từ đâu có sự tự tin này để rời đi thì thấy một làn tóc trắng bay qua áo choàng màu đỏ mẫu đơn cuốn lấy ra vũ đế ánh sáng lạnh từ thanh kiếm làm đau mắt mọi người. Nhường đường đi, Thiên Bách Mi giữ ra vũ đế hai bên, thản nhiên nói, diễn một vở này cũng không có ý nghĩa, nếu các người nghĩ rằng cung bên trong có nhiều cấm vệ đến mức có thể làm bậy, ta cũng không ngại giúp Hoàng Cung thanh lý những người này. Tức giận mà không biết nói sao, Lữ Thị cắn răng, ngươi là người trong giang hồ, sao cứ thích quản chuyện Hoàng gia của ta? Người vây hai đồ đệ của ta ở đây, còn nói ta xen vào việc của người khác. Thiên Bách Mi cười, nếu hôm nay ta lấy tình nhân tiểu bạch kiểm của Hoàng hậu nương nương treo lên cửa thành, đó mới gọi là nhàn sư. Mọi người ở đây đều sững sờ, mặt lữ thị tái xanh, người nói bậy cái gì? Tránh ra, có chút không nhịn được, Thiên Bách Mi trầm mặt nói, hơn nửa đêm rồi, đồ đệ ta còn phải về nghỉ ngơi. Nếu còn ngăn đường, bệ hạ có thể sẽ băng hà trước. Gia vụ đế cứng ngắc mặt nhìn đào hoa, ngươi tìm người như vậy để đối phó phù hoàng ngươi. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.